vừa mới trổ tay làm những cái kèo trá lý rất là xinh xắn và đáng yêu như thế này để tăng thêm phần hấp dẫn tôi làm một ly cocktail mít với rất là nhiều những cái topping và để thưởng thức thật là ngon mọi người ơi tôi sẽ lấy một gói jelly và cho jelly vào ở trong cái tô này tiếp đến tôi sẽ cho thêm topping là kẹo dâu cái kẹo này con của tôi thích lắm ăn rất là ngon luôn tiếp đến tôi sẽ cho thêm bột nho vào để nó dày mùi và bây giờ là đến khâu hấp dẫn này cho caramel vào cái caramel này nó thơm dễ sờ luôn á tiếp đến tôi sẽ cho thêm dâu đây là một trong những cái hương vị tôi rất là thích tiếp theo là vị cà phê và cuối cùng là tôi cho có thêm sô cô la đấy là một trong những hương vị mà các bé sẽ rất là thích đấy mọi người ạ. À. Đây là thành quả hai tô cốc theo của tôi này, trông rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Màu sắc thì lung linh đẹp luôn và còn chân chơi gì nữa? Bây giờ thì thưởng thức thôi. Ừ, túi một mình sẽ ăn hết hai tô này, mọi người có tin không? Trời ơi, nó lành quá, nó buộc hết tham rắn của túi luôn, nhưng mà nó vẫn ngon mọi người ạ. À cái cục treo ly nó to quá nó ngoan rái cả miệng của tôi nhưng ăn như thế mới hấp dẫn và ngon mọi người ạ à. trời ơi tôi nói thật lần đầu tiên trong cuộc đời ăn một ly cốc chéo mà hẳn ngón như thế này mọi người không tin làm thử ăn để biết